Xin chào quý vị anh chị và các bạn. Rất là vui khi được gặp lại quý vị trong một video mới nhất của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, tối nay là 7 giờ ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021. Hôm nay thì trời rất là tạnh ráo, nó không mưa dầm dề giống như là một video trước của mình. Hôm nay có thời tiết rất là đẹp, tuy nhiên trời rất là lạnh. Nhiệt độ hiện tại bây giờ tầm khoảng 16 độ C. Ở Đà Lạt năm nào cũng vậy đó quý vị. Đến thời điểm này, tầm tháng 12 thì Đà Lạt có thời tiết là lạnh nhất trong năm, nhưng mà cũng có cái mùa gọi là đẹp nhất trong năm luôn quý vị. Sắp sửa có những cái loài hoa đặc trưng của Đà Lạt nó nở rồi. Bây giờ có lác đác vài cây hoa ban trắng, nó đã nở ở trên con đường Trần Phú. Và cũng có rất là nhiều cây mai anh đào đã rụng lá rồi quý vị. Thì tầm cuối tháng 12 hoặc qua tháng 1 là hoa mai anh đào bắt đầu nở rộ ở khắp thành phố Đà Lạt và báo hiệu một mùa xuân đã đến gần. Thì sau đó đến tháng 2, tháng 3 là bắt đầu vào mùa hoa phượng tím. Đây là những cái tháng mà có những cái loài hoa rất là đặc trưng và rất là đẹp. Kính thưa quý vị, theo thông tin của mình nhận được và như video trước mình có nói thì khoảng đầu tháng 12 này thì khu vực chợ đêm của thành phố Đà Lạt đã chính thức hoạt động trở lại, thì không biết nó đã hoạt động lại hay chưa. Thì hôm nay mình sẽ chạy ra ngoài khu chợ này để cập nhật một số tình hình gửi đến quý vị anh chị và các bạn. Kính thưa quý vị, Đà Lạt trời mưa, đường xá ướt át, cũng đẹp nhưng mà nó buồn. Và hôm nay Đà Lạt có ngày nắng đẹp, tạnh ráo, và quý vị có thể thấy là nó cũng đẹp luôn. Và nó có sinh khí, nó có vui tươi hơn. Rồi người dân ra đường nhiều hơn, và khách du lịch họ cũng đi dạo ở loanh quanh khu vực này cũng được nhiều hơn quý vị. Mình cảm thấy nó rôm rả và vui. Hiện tại thì mình đang chạy vào khu vực chợ đêm này. Kính thưa quý vị, như quý vị đã thấy trước mặt đó, khu vực chợ đêm này đã bật đèn sáng trưng rồi quý vị. Nó không tối om giống như những cái ngày tháng trước. Những ngày tháng trước thì mình chạy vào đây thì khu này nó tối thui quý vị, nhìn rất là u ám và buồn. Hiện tại thì bật đèn lên như thế này rồi, có lẽ đã chính thức cho hoạt động trở lại. Bên tay phải của chúng ta là cái cửa hàng bán đặc sản Lang Farm đã mở cửa. Và chúng ta nhìn ở phía trước thì có lác đác một vài sạp hàng và một vài hàng quán người ta đã mở cửa ra. Nhưng mà mình thấy là vẫn chưa có khách du lịch, tại vì có lẽ mới mở cửa ra người ta vẫn chưa quen. Phải vài ngày nữa khi mà tình hình buôn bán của bà con ở đây sung tụ hơn thì khách họ mới xuống dưới này chơi. Còn hiện tại bây giờ thì họ đang lang thang đến khu Hòa Bình. Ở bên phía này thì vẫn có vài vị khách du lịch xuống đây để chụp hình. Trước mặt của chúng ta là một cái sạp hoa của một tiểu thương, họ buôn bán ở đây cả ngày lẫn đêm luôn quý vị. Thì hồi trước mà khi khu chợ đêm này vẫn chưa cho phép hoạt động trở lại thì họ chỉ có bán được ban ngày thôi, còn ban đêm họ phải đóng cửa để đi về. Nhưng hiện tại bây giờ họ vẫn còn hoạt động.
Ở trong này là khu chợ chính của thành phố Đà Lạt. Ở đây ban ngày người ta buôn bán rất là sôm tụ và hàng hóa thì rất là phong phú, đông đúc ở đây. Thì cái khu chợ này á, nó giống như là một cái trung tâm đầu mối hàng hóa của thành phố Đà Lạt. Còn ban đêm thì khu này người ta cũng hoạt động gọi là khu chợ đêm của thành phố. Ở khu trong này thì người ta buôn bán những cái mặt hàng áo quần như là đồ cũ, đồ sida đó quý vị, và những cái mặt hàng giày dép đó rất là nhiều ở đây. Nhưng hiện tại bây giờ thì chúng ta có thể thấy không có một cái sạp nào mở ra đây để buôn bán cả, mặc dù đã cho phép hoạt động trở lại rồi. Thì chắc có lẽ cũng do vắng khách thôi quý vị. Nếu như bà con ra đây buôn bán một vài ngày thì khi mà người dân địa phương và khách họ đã quen thì họ mới xuống để chơi được và họ mua sắm được. Chứ hiện tại bây giờ nếu chúng ta không mở ra thì ở dưới này họ có xuống dưới này thì cũng chả có gì. Quý vị có thể thấy là rác rưởi tùm lum thì ai xuống dưới này làm gì đâu. Nói chung tình hình hiện tại bây giờ quý vị có thể thấy nó rất là vắng vẻ, vắng từ tiểu thương buôn bán cho đến khách du lịch. Tuy nhiên khi mà đã mở đèn lên cho hoạt động trở lại thì đây là một cái tín hiệu khả quan và khá là vui. Mặc dù tình hình dịch bệnh nó diễn biến khá là phức tạp trong những ngày qua khi mà Đà Lạt liên tục phát hiện ra những ca F0 ở trong cộng đồng. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thích ứng, thích nghi trong tình hình mới và phải tập sống chung một cách an toàn với dịch thôi quý vị. Và đây là cái bậc cầu thang dẫn từ trên khu Hòa Bình xuống dưới chợ đêm. Đây là một cái bậc cầu thang huyền thoại, có lẽ đã quen thuộc với nhiều thế hệ du khách rồi. Ban đêm người dân địa phương cho đến du khách họ hay ra đây ngồi trên những bậc cầu thang này để ăn những cái mặt hàng như bánh tráng nướng, khoai lang nướng, rồi uống sữa đậu nành. Ở đây rất là vui mà rất là đông luôn quý vị. Hiện tại thì người ta vẫn chưa buôn bán ở đây luôn. Có nhiều vị khách du lịch họ lang thang đang chơi ở đây và chụp hình ở đây nè quý vị. Phía trước của chúng ta cũng là một cái quầy bán đặc sản của Lang Farm, họ cũng đã mở cửa. Mỗi lần chúng ta đi ra cái khu chợ này, chúng ta có thể nghe được những cái tiếng rao, những cái tiếng mời mọc và những cái tiếng hô của những người bán hàng ở đây, nghe rất là rộn rã và vui. Tuy nhiên những cái tiếng rao này thì nó đã bị tắt trong khoảng thời gian rất là dài rồi. Hy vọng trong những ngày tới khi ra đây nghe được những cái tiếng rao của những người bán hàng này thì nó cũng làm cho vui tai và làm cho chúng ta có tinh thần vui vẻ hơn trong khoảng thời gian ảm đạm vừa qua. Bên phía tay phải của chúng ta là có những cái sạp hàng để người ta bán đồ len về ban đêm đó, nhưng hiện tại thì bà con tiểu thương vẫn chưa ra đây buôn bán. Và bên phía tay trái thì là khu ẩm thực, vẫn chưa có người ra buôn bán đâu quý vị. Có lẽ một trong vài ngày tới thì bà con cũng sẽ lác đác ra đây để tập làm quen buôn bán dần lại thôi quý vị. Và khi bà con ra đây buôn bán thì tất nhiên những cái vị khách du lịch họ cũng xuống đây để vui chơi và mua sắm. Những dãy quán cà phê ở bên trái của chúng ta đó, nó nằm ở mé đường Nguyễn Chí Thanh và con đường Lê Đại Hành này. Chỉ có một vài quán mở cửa thôi, còn lại đa số là tắt đèn. Có lẽ họ cũng lo ngại về tình hình dịch bệnh
và vắng khách nữa, cho nên gì họ vẫn còn đóng cửa. Chứ thực ra là vẫn cho phép mở cửa bấy lâu nay rồi. À, kính thưa quý vị, chỉ có khu chợ đêm của Đà Lạt là được mở cửa trở lại, còn những dịch vụ như là karaoke, quán bar, rồi vũ trường thì vẫn chưa được phép mở cửa trở lại đây quý vị. Mình đi trên đường thì vẫn thấy là những cái quán karaoke đó thì họ vẫn còn đóng cửa. Có lẽ đây là dịch vụ làm lây lan dịch bệnh, nó nguy cơ rất là cao, cho nên thì hiện tại bây giờ người ta vẫn thận trọng, chưa cho mở cửa trở lại. Năm nay những cái dịch vụ như là karaoke, quán bar, vũ trường thì có lẽ là thiệt hại nặng nhất đó quý vị. Tại vì đây là những cái dịch vụ có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao đó, cho nên thì đóng cửa miết thôi. Phải nói là đóng cửa đến 80% rồi, còn 20% là hoạt động cầm chừng thôi. Đây là những cái dịch vụ phải nói là cho siêu lợi nhuận. Nhưng khi xảy ra những cái tình huống như thế này thì nó cũng gây một cái thiệt hại không hề nhỏ, khi mà những dịch vụ này họ đầu tư một cái số tiền khá là lớn vào đó. Đó là những cái người mà có nhà cửa, còn những người mà đi thuê mặt bằng đó để làm ăn, khi mà họ đầu tư vào một số tiền lớn để mở ra những dịch vụ như karaoke rồi đó, thì bây giờ có bỏ của trả lại người cũng không được, rất là tiếc. Tại vì karaoke thì người ta đầu tư phòng ốc, số tiền rất là lớn vào đó rồi. Và khi mà ngưng hoạt động như thế này thì người ta phải gánh cái tiền mặt bằng đấy cũng rất là cao. Chủ nhà, chủ cho thuê họ có thể giảm đi một phần nào đó thôi quý vị. Còn lại hàng tháng tuy không hoạt động thì vẫn trả tiền như thường. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đi trên cái con đường Nguyễn Du thuộc phường 9 của thành phố Đà Lạt. Con đường này khá là bằng phẳng và nó thẳng nữa. Nó rất là thoáng đãng luôn, không như trong trung tâm thành phố, hai bên là những cái dãy nhà đồ sộ. Kính thưa quý vị, thời lượng video đến đây cũng xin phép được kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi cái video này. Hẹn gặp lại quý vị, anh chị và các bạn trong một cái clip tiếp theo của kênh Đà Lạt Ngày Nay. Kính chúc quý vị, anh chị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp ở bên gia đình của mình. Bye bye, xin chào tạm biệt.